kể từ khi được tàu con thoi Discovery ra mắt và triển khai vào năm 1990, kính viễn vọng không gian Hubble của NASA đã thực hiện hơn 1,5 triệu lượt quan sát trong suốt tuổi thọ của nó. Mặc dù Hubble sắp kết thúc, sắp được thay thế bằng kính viễn vọng không gian James Webb mới ra mắt gần đây, nhưng thật phù hợp khi chiếc kính thiên văn lịch sử này đã ghi lại trí tưởng tượng của hàng triệu người trên khắp thế giới phải thực hiện một lần quan sát lớn cuối cùng trước khi rời xa chúng ta. Hubble đã thiết lập một chuẩn mực mới bằng cách phát hiện ánh sáng của một ngôi sao Iando tồn tại trong vòng 1 tỷ năm đầu tiên sau khi vũ trụ ra đời trong vụ nổ lớn. Khám phá phi thường này là ngôi sao riêng lẻ xa nhất từng được nhìn thấy cho đến nay. Kỷ lục trước đó, cũng do Hubble thiết lập, là phát hiện ánh sáng của một ngôi sao khi vũ trụ chỉ mới 4 tỷ năm tuổi, vì vậy khám phá mới này đã thắng khoảng 3 tỷ năm. Nhà thiên văn học Brian Well thuộc Đại học Johns Hopkins ở Baltimore, tác giả chính của bài báo mô tả khám phá này cho biết, ban đầu chúng tôi gần như không tin, nó xa hơn rất nhiều so với ngôi sao dịch chuyển đỏ cao nhất, xa nhất trước đó. Đã được xuất bản gần đây trên tạp chí Nature. Khám phá được thực hiện từ dữ liệu thu thập được trong chương trình RELIX khảo sát cụm thấu kính tái ion hóa của Hubble, do đồng tác giả gian câu tại Viện Khoa học Quản lý Kính Viễn vọng Không gian, STC, cũng ở Baltimore, dẫn đầu. Well cho biết, thông thường ở những khoảng cách này, toàn bộ thiên hà trông giống như những vết ố nhỏ, với ánh sáng từ hàng triệu ngôi sao hòa quyện vào nhau. Thiên hà chứa ngôi sao này đã bị phóng đại và bị bóp méo bởi thấu kính hấp dẫn thành một hình lưỡi liềm dài mà chúng tôi đặt tên là Mặt Trời Mọc. Ngôi sao nổi tiếng hiện nay được đặt tên là Iando, có nghĩa là sao mai trong tiếng Anh cổ. Được nhóm nghiên cứu ước tính có khối lượng gấp ít nhất 50 lần mặt trời của chúng ta và sáng gấp hàng triệu lần, sánh ngang với những ngôi sao khổng lồ nhất từng được biết đến. Tại thời điểm này, các nhà thiên văn học không thể xác định Iando có phải là một sao đôi hay không, mặc dù hầu hết các ngôi sao lớn đều có ít nhất một ngôi sao đồng hành nhỏ hơn. Xác nhận thêm về khám phá hoành tráng này sẽ được thực hiện bởi kính viễn vọng không gian James Webb có độ nhạy cao với ánh sáng hồng ngoại sẽ được sử dụng để nghiên cứu chi tiết hơn về Iando. Như mọi khi, hãy tiếp tục làm việc khoa học và tiếp tục tra cứu những thông tin chú ý khác, chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào. Chia sẻ hữu ích nhé.